Mùa ghi danh Medicare bắt đầu từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, giúp quý vị bắt đầu tuổi 65. Hay quý vị nào là có Medicare phần A, phần B sẽ được phần D hoặc phần C. Quý vị sẽ được miễn phí tiền copay, tiền deductible, không trả tiền hàng tháng, có xe đưa đón đi bác sĩ và thêm quyền lợi khác mà Medicare nguyên thủy không có được. Quý vị nào có hai thẻ Medicare và Medicaid được thêm trồng răng, làm răng giả và nhiều quyền lợi khác. Chúng tôi có nhiều chương trình cho quý vị dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu của mình. Xin gọi tiếng Việt 817-891-0479, 469-441-0770.